Mỹ Tâm phá lệ làm điều đặc biệt cho Mai Tài Phến khiến fan rần rần can tị. Bị phát hiện gia nhập hộ chỉ follow mình anh, Mỹ Tâm vội hành động nhưng quá trễ. Nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò nhưng cả Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đều im lặng, cặp đôi rất kín tiếng trong chuyện tình cảm năm lần bảy lượt bị soi hình tình ái mỹ tâm và mai tài phến là cặp đôi lệch tuổi được dân tình đẩy thuyền nhiệt tình nhất nhì so với việt dù cặp đôi từng bị bắt gặp hẹn hò thân mật trên chuyến bay vào tháng 6 năm 2019, thậm chí chàng còn tháp tùng nàng đi lưu diễn khắp nơi nhưng nữ ca sĩ vẫn quyết giữ kiến chuyện trong một khoảng thời gian dài cho đến mới đây netizen còn phát hiện mỹ tâm nhập hội chỉ follow mình anh trên mạng xã hội theo đó, trên fanpage cá nhân, nữ ca sĩ chỉ theo dõi duy nhất 4 tài khoản khác. Trong khi 4 tài khoản kia đều có liên quan đến công việc, thì việc tài khoản của Mai Tài phế xuất hiện lại khiến netizen không khỏi chú ý. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau đó, Mai Tài Phến không còn được fanpage chính chủ của Mỹ Tâm theo dõi nữa. Phải chăng đây chính là hành động nhằm xóa dấu vết của nữ ca sĩ? Trước đó vào tháng 3 năm 2021, một người bạn cực kỳ thân bất ngờ đăng tải ảnh cặp đôi cùng xuất hiện tại một buổi tiệc thân mật. Dễ dàng nhận ra Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vẫn kiên quyết không để lộ khoảnh khắc ngồi cạnh nhau mà đã tách lẻ để chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn thân. Như vậy sau ồn ào chuyện công khai tình cảm, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vẫn gắn bó bên nhau mỗi dịp đặc biệt. Không lâu sau đó, sau khi ca sĩ Lệ Quyên công khai yêu người mẫu Lâm Bảo Châu kém 12 tuổi, Ngô Thanh Vân cũng không còn giấu chuyện yêu người mẫu diễn viên Huy Trần kém 12 tuổi. Thì ca sĩ Mỹ Tâm cũng thẳng thắn chia sẻ chuyện cô đang hẹn hò với diễn viên Mai Tài Phến kém cô 10 tuổi từ gần 2 năm nay. Mỹ Tâm cho biết cô thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành dễ thương và chu đáo. Bởi anh là người hiểu chuyện nên Mỹ Tâm không cần phải rào trước đón sau mỗi khi ở cạnh nhau. Mỹ Tâm khẳng định bạn trai không làm hao tổn đến mình, lại càng không xin xỏ gì nên chẳng có lý do gì để từ chối tình cảm của đàn em trong tương lai, cô bộc bạch mong muốn tiến đến mối quan hệ bền chặt. Nếu không được, cô mong cả hai vẫn sẽ là bạn bè. Cũng nhân đây, Mỹ Tâm tiết lộ cách gọi thân thiết giữa cả hai. Cô đã chuyển sang gọi bạn trai là anh, còn Mai Tài Phến vẫn gọi cô là cô Út, như khi hợp tác đóng chung MV Đừng Hỏi Em cách đây hơn 2 năm. Một lần nữa, Mỹ Tâm khẳng định Mai Tài Phến thích mình và ngược lại mình cũng thích anh. Phến cho tôi nguồn năng lượng tích cực, sẵn sàng bên tôi bất cứ tình huống nào. Hiện chúng tôi đối xử tốt với nhau và đang hạnh phúc. Nữ ca sĩ nổi tiếng bậc nhất so Việt chia sẻ. Nói về quan điểm trong tình yêu, Mỹ Tâm tiết lộ, tôi là người yêu kiểu chủ động và yêu bất chấp, luôn muốn có cảm giác an toàn bên người ấy, có động lực trong tình yêu, khiến tôi thăng hoa hơn trong công việc và hát trên sân khấu. Mỹ Tâm cho biết sẵn sàng bảo vệ Mai Tài Phến vì nam diễn viên không làm gì hại cô, mà chính vì yêu cô mà bị không ít fan ghét nên cô rất thương. Trong tương lai, nữ ca sĩ sinh năm 1981 nói nếu có đám cưới sẽ chia sẻ với đông đảo khán giả và khi có con sẽ càng không bao giờ giấu. Mỹ Tâm và Mai Tài Phến dính tin đồn hẹn hò sau khi cả hai hợp tác trong MV Đừng Hỏi Em và đóng vai yêu nhau trong phim Chị trợ lý của anh do chính Mỹ Tâm viết kịch bản, đạo diễn. Sau đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn song hành trong các sau diễn ở tỉnh xa. Trong hành trình đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã có những cử chỉ cực thân mật, tình cảm, khiến một thời gian khán giả và truyền thông bắt cả hai phải công khai chuyện hẹn hò. Mai Tài Phến sinh năm 1991 quê Cà Mau, xuất thân từ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, từng đoạt giải quán quân gương mặt điện ảnh 2017 nổi tiếng từ khi đóng MV Em gái mưa của Hương Tràm. Dù trên lệ tuổi tác nhưng Mỹ Tâm Mai Tài Phến vẫn rất xứng đôi khi đi cạnh nhau bởi Mỹ Tâm quá trẻ so với tuổi 40 và cư dân mạng luôn muốn tác thành cho cặp đôi này.